Đây các bạn, thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Rất là thơm ngon khi chúng ta ăn món này nhé. Cảm giác nó chua chua, ngọt ngọt, dễ ăn. Và những nguyên liệu để làm cho món mề gà xào dứa này, mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món ăn với mình ạ. Để món làm món này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình 300 g mề gà, 1/4 quả dứa, một màu gừng nhé, củ hành tây bé, một quả ớt, hành lá, ít hành thơm. Trước tiên thì mình sẽ làm phần mề gà. Các bạn sẽ bóp sạch cho mình bằng muối nhé. Làm sạch cái phần mề gà đi. Khi mề mình đã bóp muối sạch sẽ rồi các bạn nhé, rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ trần qua cái phần nước sôi nhé, để khi mình thái nó sẽ dễ hơn và nó sẽ sạch sẽ hơn tiếp nhé. Các bạn đun cho mình một ít nước nhé và mình cho muối vào đây. Rồi chỉ cần nước nóng lên, các bạn sẽ cho phần mề và trần qua nó lên. Khi mình trần qua thế này ấy, thì khi mình thái nó cũng dễ nhé. Và còn cái gì nữa thì nó sẽ sạch luôn đi. Rồi, thái như thế này là được rồi. Các bạn sẽ vớt ra cho mình nhé để mình thái. Đây các bạn sẽ băm cho mình cái phần gừng ra. Hành thơm các bạn cũng thái ra cho mình nhé. Hành lá các bạn cũng cắt khúc cho mình nhé. Hành tây cau. Mình chỉ dùng 1/4 quả dứa ấy, vì dứa nhiều quá thì chua nên là mình chỉ cần cho vừa phải thôi. Nó có độ chua vừa phải các bạn nhé. Các bạn sẽ thái phần dứa này ra cho mình. Đây các bạn, mề mình đã rửa sạch rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ thái phần mề này ra. Các bạn là sẽ nhìn đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thái nhé. Cắt làm đôi như thế ra nhé. Và bây giờ cái phần này ấy, các bạn sẽ khía ra cho mình. Để khi mình thái mình xào lên ấy, nó ra như là xòe ra như những bông hoa ấy. Thì nhìn nó rất là già. Nhìn nó sẽ đẹp hơn đấy ạ. Mề càng to thì chúng ta thái càng đẹp nhé.
Khi thái xong cái phần mềm rồi, bây giờ các bạn sẽ ướp gia vị cho mình nhé. Và đây một chút bột canh này. Hạt lêm nhé, một chút hạt lêm. Một chút tiêu nữa các bạn ạ. Một ít dầu hào. Khoảng một thìa canh dầu hào các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Các bạn sẽ ướp cho mình khoảng 15 phút nhé, cho nó ngấm gia vị vào. Sau đó thì mình sẽ xào cái phần mề này lên. Và cái phần gừng này ấy, thì các bạn cũng cho vào để mình ướp nhé. Gừng làm cho nó sẽ có mùi thơm của gừng, không bị tanh của mề gà. Đây các bạn cho chảo dầu lên cái bếp nhé. Và mình sẽ cho phần hành, tỏi, gừng vào để phi thơm lên. Ớt mình để sau cũng được. Phi thơm phần này lên. Khi đã thơm các bạn sẽ cho phần mề gà vào. Vì mình ướp cái phần mề gà rồi các bạn ạ, cho nên là mình sẽ nêm nếm sau nhé, để cho vừa gia vị vừa rồi thử khô nhé. Có sau thì mình sẽ cho cái nước mắm. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần ớt vào các bạn ạ. Gần chín rồi đấy ạ. Rồi các bạn kiểm tra cho mình xem là gia vị đã vừa chưa nhé. Rất là ngon ạ, nó có phần chua thơm của dứa. Mình cho một chút nước mắm nữa thôi là vừa ạ. Các bạn cho hành lá vào nữa. Đảo đều lên cho phần hành nó chín lên nữa là được. Rồi rắc thêm một chút hạt tiêu nữa nhé. Các bạn tắt bếp và mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình cái đĩa và mình sẽ cho trang trí ra đây nhé. Bốn góc là bốn miếng dứa. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần mề gà ra nữa. Món này thì chúng ta lên ăn nóng nhé thì nó mới ngon ạ. Mình mà để nguội ấy, thì nó sẽ mất đi độ thơm ngon của món này. Và nó sẽ làm cho mề gà nó sẽ trở lên tanh ấy ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong món ăn rồi nhé các bạn nhé. Mề gà xào dứa rất là thơm ngon như thế này. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.